Bộ billet quốc dân ở thời điểm hiện tại 2024 các bác. Đây là bộ billet của thương hiệu GTL Limited 3.0. Bộ này thì nó sẽ có cái dạng đuôi xoáy có thể lắp zin cho cái dòng xe mà chóa dạng halogen, chóa phản xạ các bác nhé. Chưa có bi. Với xe A-sen này thì đã có bi sẵn rồi, các bác chỉ việc tháo cái đèn bi cũ và lắp đèn bi mới vào thôi. Đây là bên em đã lắp đèn bi vào rồi này. Đó. Đây, các bác có thể thấy cái ánh sáng thực tế của nó như này. Đây là với cái đèn này thì nó sẽ cho cái ánh sáng cốt là 55W và pha là 65W. Các bác có thể thấy cái ánh sáng pha của nó tâm vàng và rất là rộng ạ. Với mặt cắt cốt này thì các bác đi đường các bác không lo là làm chói cho người đối diện. Và bộ đèn này sẽ được bảo hành 3 năm các bác nhé. Nên là bác nào mà xe mẹ mình đang ánh sáng kém, các bác muốn nâng cấp ánh sáng mà chưa tìm được cái cơ sở uy tín để nâng cấp đèn ánh sáng cho xe của mình, thì các bác có thể qua Akala các bác nhé.